Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Ok, em xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, hôm nay thì buổi chiều em và chị Dung sẽ đồng hành cùng tất cả mọi người giới thiệu những sản phẩm của bên xe máy Hoàng Kiên. Có những cái sản phẩm mới về rất là đẹp và phục vụ những anh em có nhu cầu. Như những mẫu SH 2016 bản khóa Smart Key anh em nhá. Hàng 125 rất hợp lý thôi. Có chưa đến 48 triệu đã sử dụng được khóa Smart Key SH biển Hà Nội. Rồi. Bên trong là một chiếc G15. G15 anh em nhá, bản thể thao. Đời 2016. Giá yêu thương vô cùng. Hơn 20 một chút thôi. Anh em bây giờ không cần phải đi quay đi những dòng xe phổ thông nữa, anh em hơn 20 triệu là có thể sử dụng được mẫu G15. Bên trên em có những chiếc BS 150, anh em nhá. Chưa đến 20 triệu. Đặc biệt là một cái mẫu cũng rất là to, cao, đẹp trai, hàng sát SYM, FI của SYM. Rồi, chiếc 82 anh em nhá. 8293, giá cũng xem C10. Bên đây okay, là một em chiếc chào anh Thu Anh nhá, mọi người nhá. Anh vâng. Chào tất cả mọi người. Một chiếc LED nha anh em nhá. Giá có 16 triệu, một mẫu 125 cũng là giá rất hợp lý. Phía xa là có một chiếc Wayra hàng 2023. Đấy, xe rất đẹp để phục vụ anh em trong buổi live này. Và chiếc Vision. Vision nha anh em nhá. Winner ABS. Rồi. Winner nha anh em nhá. Và những chiếc Class Circle nhỏ nhỏ xinh xinh dành cho các chị em khiêm tốn chiều cao, chiếc Vision. Và vẫn là Vision và RX. Anh có xe gì ạ? Rồi những chiếc RX nhất và những cái sẽ lên để phục vụ anh em trong buổi live chiều hôm nay. Rất nhiều các sản phẩm em thấy là hợp lý, vô cùng hợp lý anh em nhá. Rồi, anh em kiểm tra âm thanh ánh sáng ok thì em và chị Dung sẽ cùng tiến hành giới thiệu các sản phẩm cho anh em nắm bắt nào. Một mẫu SH125 2016, hàng là máy zin nhá, em đã thẩm kiểm tra rất kỹ okay, rồi. Trần hàng nhá. Hàng zin này, vành đĩa vẫn là nguyên bản anh em nhá. Vâng hình thức là đánh bóng thôi, chiếc xe là nguyên bản, cam kết không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên bản đấy để anh em yên tâm sử dụng. Đối với những mẫu SH, cái tài sản và giá trị nó lớn nên là quá trình mua bọn em cũng kiểm tra rất kỹ càng để phục vụ anh em làm sao nó uy tín tốt nhất. Tốt nhất có thể em 2016 anh em nhé. Đấy, bản khóa Smart Key. Đấy. Hàng mặt đồng hồ mặt là đồng phải xanh. Xanh đúng rồi. Cái sần nó đẹp nhỉ? Sần. Hàng rất là đẹp mà. Nha anh em nhé. Từ cái tem anh em có thể xem. Hàng tem SH chữ SH. Anh em xem nhé mọi người nhá. Chân. Để anh em mới vào ra chia máy bài, còn nguyên bản mọi người nhá. Ra máy còn nguyên bản nha anh em hiểu rồi. Hàng. Xe rất là đẹp luôn. Biển 29E2, biển Đống Đa 15226, tiếp tục một vòng. Có duy chỉ là những cái tay sách cộng với chút gầm để chân và máy đầu dè và có sờ ba lại thôi. Em nghe máy này. 2016 anh em nhá. Đấy, một chiếc SH 2016 125cc. Đấy, bản mặt đồng hồ màu xanh, xe đã được dọn spa sạch sẽ ngon lành gạch đào hết rồi. Đấy, nhưng anh em nào đang có nhu cầu mà mua những dòng tầm không ít tiền rồi, tầm trên dưới rất hợp lý 50. Thôi để ra cho anh em mình là 47 triệu 800, 47 triệu 800, chưa đến 48 triệu cho một mẫu SH 125, hàng là zin máy nhá anh em nhá, đồ nhũ là nguyên bản. Đây có spa đánh bóng dọn dẹp một chút thôi để rồi cho nó lên một cái xe nó vuông vắn, chứ đồ sần hay là tất cả những chi tiết như là da máy, sần cúp, sần nhựa đen đều nguyên bản đấy để phục vụ anh em okay, có nhu cầu nhá. Chọn SH 47 triệu 800, rất hợp lý. 47 triệu 800 bao gọn mẫu cho SH. Anh em chuẩn 216 Smart Key, hàng luôn. Zin anh em nhé. Vì nhiều anh em mua phải những cái mẫu SH Smart Key bị giật. Đấy cũng lưu ý cho em, bên em là cam kết chuẩn xe 16. Đấy. Tháng 10 2016 luôn. Rồi, tiếp theo một chiếc anh em nào thể thao. Xe thể thao. Đấy. Giờ 15 nhé mọi giá người nhé. Giá rẻ. Thật giờ sự 15. Là rất là thoải mái khi ngồi và nhìn nó lại đô, nhìn nó trông nó thể thao cá tính và giá tiền thì rất hợp lý phải chăng trong cái buổi live này. Đấy. Anh em chia sẻ lại giúp em với nhá. Bản V2 anh em nhá, gương vẫn mở cục xe được thoải okay, mái luôn. Công anh Ngọc. Em nhìn thấy hợp lý không ạ? Rồi. Buổi live này em để giá còn 22 triệu thôi cho một chiếc G15 bản V2 2016 có phun xăng điện tử FI nha anh em nhá. Lưu ý cho em, hay là bát cốt đều có đầy đủ hết, bát nháy cốt này. Đấy, dừng tắt máy, dây an toàn này, dừng an toàn này. Đấy, công tác an toàn tự ngắt. Phiên bản này nó là phiên bản đời V2, nó là phiên bản cao rồi. Đèn FI tất cả anh em nhìn ạ. Sáng ấy. Anh Kevin Hùng nhắn tin không trả lời nhỉ? Anh ơi, chắc có khả năng anh nhắn tin lại hoặc anh hỏi trực tiếp cái số hotline bên em nhá, tại vì nhiều khi là ơi, đẹp anh em anh nhiều anh tin nhắn quá, à, chưa tin nhắn chờ nhiều. Vẫn là zin dán ni lông anh em nhá. Cái phần này nó gầm để dưới nên nó hay xước là chủ anh là dán ni lông rất cẩn thận. Một độ à anh? Rồi. Ok, bên anh có một độ à. Sắt anh em ơi, đây là sắt nhá. Đây là khung sắt này, nó toàn bộ cái này nó là sắt cứng này, sơn zin này. Anh em cứ yên tâm mà gọi là chắc chắn. Hai mấy triệu nói thật anh em, nó là hàng ngày xưa mua là câu chuyện của tám mấy đấy. Giờ 15 V2 cái lúc V3 mới ra nó còn hơn 90 nếu mà tính hoàn thiện thanh toán xong. Em đến từ 98 Bắc Giang C1 05069,
lên cái bô nhá, duy chỉ có bô này này, cộng với cái đuôi thì nguyên bản nó sẽ hơi dè ra một chút, thôi người ta cụp lại tí cho nó nhìn nó thể thao hơn. Và cái bô này lên xong là còn đắt hơn bô nguyên bản ấy, nhưng mà thôi nó lên sẵn rồi thì em cứ để sẵn em bán cho anh em. Rồi. R15 nha anh em nhá. 2016. 2016. Hàng máy zin luôn anh em nhìn. Đấy. Giá tiền có 22 triệu thôi. Quá hợp lý. Bằng một chiếc Wazer đích mua mới bây giờ. Thời điểm này anh em đã chuyển sang hẳn cho em một form R15. Rồi. Hàng thể thao, đầy đủ các công tắc tắt máy hay là nhìn dáng dấp khỏe khoắn, có phun xăng điện tử tiết kiệm xăng. Nói chung là nó cũng đã được tích hợp tất cả các tính năng tốt của một chiếc xe thể thao. Dung tích là 150 với cái bằng A1 đi thoải mái rồi. Đấy. Rất yên tâm. Ok anh em nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì chốt em nó, đón em rồi. Nó về đi trong mùa Tam Giác Mạch này cao nguyên đá là rất hợp lý đấy. Đồng Văn, Mèo Vạc, cao nguyên đá Hà Giang. Đấy. Bây giờ anh em nào quả phượt thì làm quả này đấy, rất hợp lý sơn đấy anh em. Sơn zin tem zin. Nhìn cái mặt nó hợp bố nhỉ. Đấy, nhìn thiết kế đẹp mà. Em thấy cái V2 nó có cái đẹp riêng. Thực ra lên V3 thì nhìn trông ngoài hơn, như V3 nó V2 nó có cái nét đẹp rất hay. Bố không zin nhanh Nam Vũ nhá. Dạ. Anh bô anh em nào. À lên cái bô rồi anh ạ. Bô đấy hàng đấy về lúc mua là đắt hơn, hơn 2. Bô nguyên bản thì hơn 1 thôi. Chuẩn bị sang tuần âm 8 độ. Úi giời ơi. Âm 8 độ là vỡ mồm. Đặt vé về ăn Việt Nam đi anh ơi. Nhiệt độ rất là ok, ngon lành. Rồi. Giới thiệu anh em một mẫu Vision nhá. Hàng Vision. Đấy. Đời 2021, đăng ký sang 2022. Hàng là bản tiêu chuẩn, gọi là tên đầy đủ của xe gọi là bản tiêu chuẩn. Càng vẫn là zin. Đấy. Zin. Lốp này vẫn là lốp theo xe luôn anh em nhá. Lốp theo xe của 2021. Đấy. Về chất lượng ăn xăng thì 1,88 lít anh em thấy được chưa? Cân nặng thì nó chưa đến 100 kg, rất nhẹ và rất tiết kiệm xăng. Rất nhiều các tính năng hay cho dành cho chiếc Vision. Máy thì vẫn là máy 110, từ những năm đầu tiên cho đến giờ giai đoạn này Vision vẫn trung thành với máy 110. Chưa có con siêu biển Hà Nội sẽ đẹp đâu. Vâng. Hàng hai gương nguyên bản anh em nhé, hai khóa đầy đủ. Bản tiêu chuẩn có nghĩa là vành trắng khóa chìa. Đấy, khi em đọc bản tiêu chuẩn thì cũng đồng nghĩa với việc đó là vành trắng khóa chìa để anh em có thể. 6.000 cây nha anh em nhá. 6.000 cây ạ. Đúng rồi, tiếp tục anh nhìn cái để chân nguyên bản hết. 6.000 cây chiếc Vision 2021 đăng ký 2022. Vừa mới mua về nhá, chưa có đoạn rửa gì. Vâng. 18B2 88086, cái biển 18-86 anh em Nam Định đâu. Nếu mà giữ biển cái lúc này là rất hợp lý này. Con này cũng chưa đăng ký được 2022. Rồi. Chưa dọn dẹp gì. Chính xác là em vừa mua về chưa hôm nay thôi. Hàng là hai khóa hai gương đầy đủ. Đây anh nhìn anh em có thể kiểm tra qua cái phím này để thấy được cái xe đi. Rất đẹp. Rồi. Đèn này là vì bản mới nó không có công tắc đèn nên là chủ đã đầu tư thêm cái đèn 150, thêm một cái nấc tắt đấy để đi đường nó cũng có cái nó tránh ảnh hưởng đến người khác mình. Đúng rồi, đỡ anh em. Ok, xe Vision bản tiêu chuẩn 2021 đăng ký được 2022. Em vừa mới nhập về là 245 cộng cho anh em mình 2 triệu, 265 chưa vào dọn, rất hợp lý rồi. 26.500 nha anh em nhé, 265 cốp thiết rất là đẹp này. Rồi, hai gương hai khóa rất hợp lý, anh em nào có nhu cầu thì đón em nói nhá. Bông rất là đẹp nha, xe bên em chưa dọn mà đã tất cả những cái bản sần nó đã thế này rồi, đúng không? Dọn rồi. Qua xịt tí ẩm nữa vào. Cái tay sách này cũng luôn. Là nguyên bản. Đây, nguyên bản. 26.500 nha anh em nhá, một chiếc Vision 2021 đăng ký 2022. Đấy. Ok, tiếp theo một chiếc Winner X ạ. Anh dành cho anh em đúng hàng côn tay. Đúng rồi, một mẫu chính xác 5.000 cây chuẩn anh em nhá. Em mua trực tiếp của chính chủ 5.400 cây. Bản ABS. Đấy, anh em lưu ý cho em đây là bản ABS. Lúc mua thì nó cũng là vô cùng luôn, xem 40 triệu cơ. Anh tính chạy 5.000 cây, hai lốp còn nguyên và rất dày. Anh em nhớ đi em, hai lốp còn nguyên nhưng mà là dày. 5.400 cây chuẩn anh em nhá. Anh em mới vào chia sẻ chưa một lần tháo. Hàng là ABS có la răng chống bo cứng đây. Cho em xin một nút chia sẻ anh em ơi. Củ phanh đồng, tem ABS này anh em. Tất cả đều là zin, sơn zin 100% để anh em yên tâm. Từ những cái củ sinh nhan này này, hầu hết cũng là nguyên bản. Nếu anh em có nhu cầu, nhiều anh em không thích là muốn cụp nó lại đấy ạ, để tránh nó xước. Anh đây là chủ vẫn để nguyên bản, tôn trọng nguyên bản theo xe. Cần gẩy số cũng để đúng là hệ móc chứ không có để là đuôi nữa. Hàng máy zin sơn zin. Rồi. Đẹp nhỉ? Ốc này anh em nhìn ốc trục này. Rất là đẹp luôn. Ốc xích này. Xích chưa tăng, chay chưa thay luôn. Anh em nhìn xích. Em nổ máy cho anh em cùng nghe nhá. Phanh ABS anh em ạ. Mới phanh ABS. Để ra cho anh em mình là 24.500, 24.500 cho một chiếc Winner X bản ABS. Anh em nhớ cho em là bản ABS nhá. Đấy, bản mới và đắt nhất trong những cái giai đoạn mua của những năm 20. Đấy, xe của 2020 mà, Winner ABS. Nguyên bản, zin, tay sách này cũng là zin theo xe. Ok nha anh em nhá, biển L Từ Liêm xe rất là đẹp luôn ạ.
bản phanh ABS. Con này ngon nhỉ? Đúng rồi. Hàng là đẹp, đẹp. Anh em nhìn không có không? Nhiều đâu các anh em ạ. Anh cũng quay, quay, liên quay tục cho mua lát để phục vụ các anh em. Anh em nhìn này, lát lên đẹp. Đơn giản là vì giá rất thành là đẹp luôn. Rất là hợp lý với cái phân khúc hơn 20. Anh em mới bây giờ mua luôn. Mới chỉ mua Way được thôi, okay nếu xe nhé. Số sang đến Jupiter Future đó là trên 30 rồi. Đấy, anh em nhìn không? Đấy, ốc này. Sáng choáng luôn. Đây, tiếp theo ốc bên này. Sợ anh em nhìn phanh ABS này. Ui, sợ ốc này, ốc này. Một chiếc có 5.000 cây, có nghĩa là bắt đầu đến giai đoạn chạy ngon và bắt đầu đến giai đoạn chạy ngọt nhất là anh okay, em đã được quyền sử dụng nhá. Rồi. Chủ mua mới tinh lỗ một nửa rồi, anh em bây giờ còn lại là được hưởng một nửa. Mới có 5.000 cây, giai đoạn này là chạy ngon và ngọt nhất, anh em yên tâm. Đấy, sử dụng nếu có nhu cầu. Về lý là chạy 3.000 cây, hết bảo hành là còn bảo hành theo thông số km của em. Em lấy hỏi tầm 3 vạn mà, km bảo hành 30.000. Lại thể thao tiếp nha anh em nhá. Rồi. Chiếc thể thao này em cũng đã xuống một vài mẫu thể thao nên anh em nào có nhu cầu những cái dòng thể thao nào có thể lựa chọn rất nhiều mẫu từ những dáng thể thao hay là dáng sport đều có hết để phục vụ anh em. Một bản mặt TFX nhá, hàng TFX. Đấy. Anh em nhìn mặt mũi hiếp ép này. Đấy, trông hầm hố rầm rố luôn. Kiểu dáng của MT đấy, nếu anh em mà biết MT thì cũng lưu ý rồi đúng không? Form dáng của MT bây giờ 4 mấy triệu vẫn còn đang thịnh hành lắm, nhiều anh em hỏi lắm. Nhưng mà đây là hàng TFX, kiểu dáng line của MT, hàng của Yamaha. MT nó nhập Indo. Rồi, một chiếc biển 89 2017. Xe thể thao tầm tiền nó cũng hợp lý phải chăng thôi. Với bản thân chiếc này thì hôm nay em cũng sẽ hạ giá để làm sao anh em tiếp cận với xe một cách dễ nhất. Biển mua 8... là 32 triệu 500 rồi. TFX đề là quẹt cái này. Còn chưa hình dung được là đề. Đây là nào? Nút đề nhá, nhiều anh em không nắm bắt. Kéo xuống mới là đề, không có bấm. Hàng này nó vậy. Đấy, mình còn đang nhìn thấy chưa với nút đề ở chỗ nào anh em ạ. Thế với anh em nhá, biển 89 là 32 triệu rồi. Cộng cho anh em mình 1 triệu thôi. Thôi đất này thì cộng 1 triệu thôi. 32 triệu cộng với 1 triệu đồng anh em là ạ. 33 triệu. TFX. Một chiếc TFX máy zin nhá, hàng zin anh em ạ. Mua mới vẫn rất là căng chất. Đấy. Hôm nay thì nói chung là câu chuyện là ok, còn thấy mà like gái thì chấm hết. Ok anh được, quay. Được rồi anh ạ. Cái hello, vị trí này ngồi là nó còn anh Điệp nhá. Ok Trần Toàn, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Okay. Anh em cho xin nút chia sẻ phát nha anh em nhá, cho máu. Xe côn. Cứ hai chị em like nó bị tụt xuống kia anh em mắng. Ok, anh em cố gắng động viên hai chị em nhá. Rồi. Rồi, hàng 5 số. Nói chung là đi số nó cũng rất là mềm và mượt, hàng Yamaha mà. Chàng kho, có tiền là lấy ngay 33 triệu, có 33 triệu đồng nha anh em nha, một chiếc TFX. Rất là sang chảnh này anh em đúng không? Mặt mũi này em nhìn này. Không, hàng này cũng là hàng nhập rồi anh em ạ, em hàng nhập Indo đấy, có hai bản MSX MT này, hàng này nhập không có công tắc đèn đâu, hàng nguyên bản của nó không có công tắc đèn. Đấy, giá này là giá rất hợp lý rồi, Yamaha. Rất là nhiều anh em, đúng rồi. Rất là nhiều anh em chuộng những cái dòng gọi là thể thao ngồi đấy. Cái dáng này hay hơn cái dáng giờ 15 vừa rồi một chút. Là anh em có thể ở thế đứng được, ngồi tay không cần phải làm tâm. Anh kia là bấm trà cho nó. Ok. Còn nếu giờ 15 là anh em phải hơi ngại. Đấy, còn ngồi này nó thoải mái tay hơn. Góc cua thì đằng này nó cũng sẽ ngắn hơn giờ 15 một chút. Đấy. Nhưng mà nó cảm thấy nó hơi cọc hơn một tí. Đấy thì nó kiểu có cái lợi. Cơn, cụt, cụt, có cái lợi và cũng có cái bất lợi đúng không ạ? Nhìn kiểu dáng nó không được đồ sộ bằng giờ 15. Này có vẩy không? Đi có vẩy không em? Xe thể thao phần đa này nó sẽ hơi vẩy một chút nhưng không, mà cũng được che chắn rồi anh em ạ. Cứ cho các bạn nào ngồi sau là vẩy vào các bạn thì ngồi trước không sợ đâu. 5.700 cây nha anh em nhá. Rồi 2017 xe đẹp, chất lốp vẫn còn đi ạ, giá hợp lý phải chăng rồi. 33 triệu thôi xanh. Em cộng có 1 triệu giá trâu chết anh thắng thao. Rồi rất là rẻ rồi, giá rất là hợp tình hợp lý anh em nhá, cực kỳ là rẻ luôn. Rồi những chiếc xe gọi là thể thao anh em Vision, nào đang Vision thích. Vision hàng gọi là em vẫn đây, hay nói chuyện là anh, hàng chiến lược bên Hoàng Kiên em bình. Mặt hàng chiến lược anh em nhé, gồm có đầy đủ hết các mẫu từ những cái mẫu cá tính hay là mẫu thể thao hay là tận những cái mẫu xe đơn giản như là hơn chục triệu. Em cũng đang về và ra để phục vụ anh em. Đấy. Trên đây là một mẫu Vision cá tính màu xanh sần đời của 2022. Hai khóa đầy đủ anh em nhìn, em mua trực tiếp chính chủ, anh em thấy cái hệ của zin từ sơn zin này, cái nước sơn zin của xe này. Cam kết với các bác là máy móc nguyên bản, xe zin không tai nạn, không ngập nước. Đấy. Em like là có ghi gieo ghi lại nên nếu sai các bác cứ mang xe đi em chịu. Xe của 2022 trực tiếp đây ạ. Zin hết luôn ạ. Đấy, xanh sần, bản xanh sần anh em nhá, 3.000 cây. Rồi. Đấy, xe rất là mới, đây, anh em nhìn bản 2022. Đây, rất là mới, quay cho em những cái nút công tắc tay cầm này. Anh em nhìn thấy không? Rất là mới luôn nhá mọi người nhá. Đây. Hơn 3.000 km nha anh em nhá. Rồi. Đây, cuối năm thì tháng 10 2022 thì anh em yên tâm được. Hơn 3.000 cây một bản. Đầy đủ hai khóa. Hàng đấy là sơn zin từ cái để chân, nếu anh em chú ý chưa có một vết mài mòi nào, que va quệt. Chứng tỏ nhà anh này cũng là rộng, nhà chị này cũng là rộng đấy. Đây, chân trống này, bọc biếc đầy đủ hết.
ra máy này, chưa sơn này, zin này anh em, không một vết xước. Rất là kỹ càng cho anh em đấy. Cụt đỏ là chuẩn nguyên bản, bánh sau nguyên bản và cũng là bánh dày, lốp dày. Đấy. Biển S2, sóc sơn đã lên tận S2 rồi. Rồi. Rất là mới nhá anh em nhá. Rồi. 11731. Để giá ra cho anh em mình là 36 triệu thôi. Buổi trước em like 365, dọn xong rồi này bán lỗ đi nhưng mà thôi. Cũng là để làm sao anh em nào có nhu cầu có thể đến với xe một cách gần nhất và nhanh nhất. 36 triệu cho một chiếc Vision bản cá tính 2022. Chạy 3.000 cây. Tháng 10 nha anh em, nhớ cho em là tháng 10 2022. Rồi. Tính đến thời điểm em mua chắc xe chỉ tròn tuổi thôi. Rất là hợp lý rồi. Rất là đẹp nha anh em nhé. Rồi. Classico đi. Rồi lên một nhỏ, mẫu nhỏ, cổ điển. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Classico. Nhỏ nhỏ xinh xinh anh em, cà phê cà phao. Chị em cũng được đúng không ạ? Kiểu dáng nó nhìn rất là gọi chị là classic. Chị em, cái này là dành cho các chị cổ em. Cổ điển. Đấy, dáng nó nhỏ nhỏ xinh xinh baby. Vẫn bán chạy ạ. Dù cái kiểu dáng này hay là kiểu dáng Mio của đời trước nhỏ nhỏ ấy thì rất có một cái luồng khách nhất định, dân vẫn tin dùng những cái mẫu nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi một mẫu Mio bản mới hay là bản đời chót 2010 nhá. Classico. Anh em nhớ cho em là cái viền mạ này nó mạ chrome, có nghĩa là đời chót rồi, đời chót đời cuối cùng 2010-11 mới có. Đấy, đồ nhũ này từ những năm tháng 2010 hơn 10 năm mà vẫn còn nguyên bản. Sơn chi có một chút thôi, không thể tránh được, một chút có tỉa tót một chút sơn. Đấy, còn đồ sần này vẫn còn nhưng mà đã gọi là spa lại thôi. Classico máy vẫn đang nổ nhá. Trong suốt quá trình anh em mình xem live. Rồi con này thì biển Quảng Ninh ạ, biển 14, giá rất là hợp tình hợp lý. 9709. Những dòng xe này dành cho các anh chị em đi văn phòng con biết là đều ok. Đấy, các cô các chú mà có nhu cầu đón cháu ở cái khoảng vi khoảng cách gần ý, cần một chiếc xe nhỏ nhỏ đi nó vừa an toàn cộng với cả cái tính gọi là tiện dụng khi dùng. Nó thấp. Nhỏ xinh thì các chú các cô có thể cân đối cái mẫu xe này giúp cháu. Nó cũng là cái mẫu xe mà em cũng rất hay tư vấn khách hàng mỗi khi khách hàng có nhu cầu xe vừa tiền nhỏ nhỏ xinh xinh dáng nhỏ nhỏ như bọn em. Cũng là hàng hãng nha anh em nhé, đây là một chiếc xe hàng hãng chứ không phải là hàng liên doanh đâu. Yamaha nó cũng là tên tuổi rồi. Ôi, tầm này thì cũng là hợp lý thôi. 7.8 triệu cuối 2009 nhé. 7.8 triệu. Bảy triệu tám ngàn anh em này. Thật sự với cái giá đấy có nghĩa bọn em nhập vào chỉ loanh quanh hơn 6 mà em dọn dẹp lên nữa kê bán cho anh em là 7.8 triệu. Một chiếc Mio Classico bản đời mạ nilox chrome cuối 2009 bắt đầu có rồi. Rồi nha anh em nhá, giá rất hợp tình hợp lý. Từ cái yên bọc này anh em có thể xem cũng là một cái gì đấy rất là tâm huyết của cái anh dọn xe đúng không ạ? Màu nó phải đúng màu, nó yên thêu chỉ sơn tay sách làm rất là gọn gàng rồi. Anh em lấy về vì chỉ việc đi thôi, không phải đầu tư gì nhiều nữa. Đúng rồi. Thôi đây, em giải quyết ở dưới lòng đường trước nhá. Rồi, anh em đấy toàn những dòng xe gọi là nó không khung vừa tiền dành cho anh em nứt vỡ đây. Nứt vỡ anh em làm con này vừa hơn nữa đây, đây là cái này gọi là nhỡ tiền luôn chứ không phải là vừa tiền nữa rồi đúng không ạ? Một chiếc bèo bọt Suzuki Hazate nha anh em nhá. Đấy anh em nào mà đang nói là rẻ nhưng mà không biết tại sao vẫn có những anh thợ đến chào bên em. Đây có một anh khách đến chào là hơn 8 triệu thì không biết em nhập làm sao nổi đúng không ạ? Thôi dành cho anh em gọi là thôi mua về để chạy đi chạy lại gọi là nhẹ nhàng. Hàng trong Suzuki 208 biển 59S1 79917. Thôi xe đi ăn đi làm. Em nhập hơn 22 rồi cộng cho anh em mình 1.5 triệu. 3.7 triệu thôi. Giấc này là bán 3.7 triệu cho một chiếc Suzuki. Được cái là vẫn máy của Suzuki. Anh em nhá. Máy rất bền, cốp rộng. Anh em có thể kiểm tra cái cốp này. Đấy. Cốp quá là thành đúng không? Nhược điểm là rẻ, nhược điểm là nó hơi tốn xăng một tí, thiết kế nó không được ưa mắt lắm. Còn ưu điểm thì thật sự với anh em nó là rẻ, là chạy khỏe. Máy ngon. Hàng lúc sản xuất là cũng như mong muốn là cạnh tranh với Ablet. Nếu anh em có nhu cầu một chút cái kiểu dáng của nó cũng là một mắt này. Đấy, thon thon dài dài này, hai tụt đằng cũng sau này. Kỳ vọng nhiều đấy anh em ạ. Lúc mua là kỳ vọng là cũng gọi là bán được cao cao tầm 4 năm cũ. Sau thời gian là cũng thất vọng lớn. Ablet 2010 bây giờ nó phải mười mấy triệu, bây giờ còn được. Không thể rẻ hơn được nữa rồi. Thế bây giờ là 3.7 triệu. 3.700.000. 3.7 triệu. Hàng vấn đề nhá anh em nhớ cho em, đề nổ ngon được không? Ok, anh lành, Lâm Tuấn đi rồi. Tụt trước tụt sau ok. Đây cho Vision tiếp theo đấy ạ. Đèn đóm vẫn ok. Anh em đang cái giai đoạn biển. Gần vâng. Biển cần biển 59 anh em nhá, 59S1. Đi lại. Liên hệ chưa? Bảy tầm này. Tầm này biển. Biển quan tâm gì? Cứ chạy ngon ok đi ngon là được nhá. Bằng con xe tàu 3.7 triệu thôi. Rồi tiếp theo một chiếc xe Vision nha anh em nhá, một chiếc Vision anh em nhá, màu trắng, giá hợp tình hợp lý cho anh em. Hàng hơn chục củ. Đúng rồi, đây là một cái phân khúc của Vision mà em bán rất là chạy.
anh em lưu ý cho em, vì nó cũng là có cái hay là giá nó thành nó hợp lý, tức là hơn 10 triệu đối với một chiếc Vision. Máy cũng là máy 110. Cái hay của Vision là cái máy 110 nó vẫn tồn tại từ những năm 2011 cho đến tận bây giờ, không thay đổi về máy. Đây anh em xem, đã dọn dẹp ngon lành, hình thức vuông vắn chắc chắn, bản lòng lâu là bắt đầu đời 24 mới có anh em nha, 23-24 bắt đầu mới có. Ra máy từ những năm đấy vẫn còn zin, tem zin, tay sách lướt tỉa, biển Hà Nội. Máy ngon không anh em, nghe máy ngon không? Vision nha anh em nhá, biển 29D170913, một chiếc Vision đã được dọn sạch. Chính chủ nhá, 2014, tháng 9 2014, có em bán 15.8 thôi, giấc này bán ra 15.8. Đời 2014, đấy anh em nhá, có cùng lắm chỉ sờ ba cái mặt gáy trong thôi, còn lại là xe em mua chính chủ, cái sần này còn nguyên bản này, yên này cũng là nguyên bản này, anh em có thể thấy, tay sách là sờ ba lại đấy. Hàng của máy 110 đi rất là bền và lạnh. Anh Nguyễn Thắng, 3.500.000 vào việc được không bác? 3.7. Anh Nguyễn Thắng rồi, rồi anh cứ liên hệ trực tiếp với anh. Rồi anh liên hệ online đi. Triệu rưỡi hay triệu ba thì lợi anh, không thì không lợi thì là lợi em. 3.7 em không được thì anh được. Thôi anh em mình đi đâu mà thiệt, đúng không? Hai em hay bảo máy được nhanh nhá, biển 59 anh ạ. Rồi. Biển 59. 15.800.000 cho một chiếc Vision 2014 biển Hà Nội, bản vành trắng lòng lâu, anh em nhớ cho em nha, nó là bản đời chót của form máy 100. Con Mio giá sao anh Nguyễn Thắng? 7.8 triệu. Toàn những cái giá thật sự là hôm nay em đã xuống không được nhiều, được vài 300, nhưng cũng là những cái thiện chí của bên cửa hàng em là thật sự là xuống để làm sao mà làm sao cho anh em tiếp cận với xe một cách gần nhất. Đây xe này cũng thế, 15.800.000 với một chiếc Vision 2014. Rồi. Thị trường em có kiểm tra vẫn 18 đều anh em ạ. Đấy, mà bây giờ còn có hàng máy zin nhá, em cam kết với các anh em là máy móc nguyên zin luôn. Từ cái tay phanh này vẫn còn của xe, tay nắm này vẫn còn của xe này, anh em nhìn này, sơn này cũng là zin hết anh em này. Đấy có sờ ba này em chỉ rồi, đúng không ạ? Đây vị trí này, cộng với cái gáy trong, cộng với tay sách, đây là một vài vị trí sờ ba lại. Tem zin của xe. Ra máy còn nguyên bản anh em nhá. Đấy. Cần khởi động nguyên bản hết, vẫn hoạt động đều. Oppo lọc gió nguyên bản hết đấy, một cái xe từ 2014 mua trực tiếp của chính chủ, nên là các cái chi tiết kiểm tra nó ngon mà giá thành cũng gọi là hợp lý, nên anh em có nhu cầu cũng liên hệ chọn với em. À em nhắc tư vấn thêm một chút, vì cái mẫu Vision này nó sẽ hồi côn nó êm mà nó không bị hấp ga hụt ga như các mẫu Vision về sau. Đây là một cái lợi của dòng Vision đời này anh em nhé. Thiết kế thì nó thua, thiết kế thì em đồng ý là mẫu này sẽ không được đánh giá bằng mẫu sau, nhưng mà chất máy nó chạy nó thoáng hơn. Ok anh Trọng Đỗ, bán rẻ cho đất chật nhà. Ok anh, con nào mà em cảm thấy nó gì gì một xíu, khó khó xương xương một xíu là lên đường hết, đúng không? Lên đường hết. Thiết lập giá mới phục vụ anh em chơi Tết dần thôi, đúng không? Rồi còn những con nào còn thì sẽ là anh em nào có nhu cầu là thật là rẻ rẻ cho anh em chơi. Cứ bán xong lại nuôi lâu lớn thì bán xong lại kiếm con khác. 2013 máy 125 được chưa? 16 triệu thôi. Em hạ xuống hẳn 1 triệu so với giá mong ước kỳ vọng của cửa hàng luôn rồi. Hàng đây là nguyên bản, nhưng mà em đến từ Hòa Bình nên là cái đồ vàng của đất Hòa Bình là anh em thấy là không thể tránh được, đúng không ạ? Nếu nhà anh em có nhu cầu tẩy gần có thể tẩy nhá, tẩy được ạ. Đây bên em gần như là tôn trọng xe, không tẩy ủ nên là nó vẫn còn cái hơi ánh vàng một chút, anh em lưu ý, nhưng mà nó là zin nguyên bản. Rồi. 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 125 nha anh em nhá. 2013. 2013, màu vàng đen. Giá đấy tiền là cũng hợp lý thôi. 16 triệu. Với chiếc máy 125 rất hợp lý anh em ạ. Vì máy 125 biển Hòa Bình anh em nhé, biển 28H1 1790, vẫn có những chiếc máy 110 vẫn có những chiếc máy 110 đầu to, giá đã 14-15. Vậy anh em thêm cho em hơn triệu lấy hẳn máy 125 đi. Dòng này nó sẽ tính năng là công suất là 125, công dung tích xi lanh 125 cao hơn, dừng 3 giây tắt máy có đủ. Đề nó kết hợp đề từ nó sẽ êm, nó không xẹt xẹt như cái đề trước. Đấy là những cái tính năng rất là hay của cái dòng máy này. Kiểu dáng nó cũng to, máy thì anh em yên tâm, chất nhỉ. 16 triệu, máy ngon anh em có nhu cầu, máy chất mà, đúng không? Con là riêng biển 29B, 26.500.000 dọn. Hình như con đấy đang có anh em cọc rồi. Con xe dọn chưa thấy đâu, em chưa thấy đâu, anh có thể liên hệ lại. Anh Quang Nguyễn, anh liên hệ trực tiếp với lại nhân viên bên em. 07500 thì phải, em nhớ mang máng, đúng không? Chỉ biết là 29B5, OEBH. Cùng anh Tiên đấy ạ. Rồi. Xe đấy đã dọn đẹp sạch sẽ rồi, tấm lại là đã ngon ngon lành, cành đào căng nét hết rồi. Anh em lấy về chỉ việc chơi, muốn chơi xe đẹp cứ lấy chiếc đấy cho em. Đi chán lại bán, đúng không? Còn đam mê về máy móc zin hay là đồ nó mộc nó thật thì lại là sang nhánh khác, ngành khác. Còn hàng anh đẹp Trần Hoàng lên 82 đi. Vâng ạ, chút em qua chiếc 82 đi ăn đi làm thôi anh nhá. Tí nữa em sẽ lên để phục vụ anh, còn 82 đẹp. Đỡ tốn xăng, đúng rồi anh Bùi Khánh Đức. Máy 125 mà có phun xăng điện tử, phun xăng điện tử mà rất yên tâm luôn anh.
XCR anh em nhá, bản rồi. Xe lít đã dán tem lít màu xanh tím đúng không? Đúng rồi ạ, đúng màu xanh tím luôn ạ. Lên cái tem lít thôi. 220 một bộ tem xịn này đây anh ạ. Tem rồi. Xịn nhá, chứ không phải tem giấy hoặc tem lô đâu. Hàng nó cũng là dọn nhưng mà là đầu tư ngon lành hết lên rồi. Anh em lấy về chỉ việc ghi thôi. Biển 29X6 3199. Thôi tầm này thì em bán ra 8 triệu 2 thôi. 8 triệu 2 cho một chiếc lít SCR nha anh em nhá. Hàng là dọn dẹp ngon lành. Đấy. Tem lít. Hàng Honda. Về lý là nó là SCR nhưng nếu anh em cứ gọi nó là xe lít Honda cũng không sao, thì nó vẫn là dây chuyền sản xuất của Honda. Cơ sở nó đặt tại sản xuất tại Đài Loan thì nó vẫn đặt tên là SCR thôi. Anh Lãng Nguyễn, em có Vision bản sần đẹp nha anh nhá, bản sần xanh đẹp, đen sần có bản đen sần, bản có cá tính. Đúng rồi, có đen sần luôn ạ. À. Giá cũng phân khúc okay, là 3536 đủ hết cho anh ạ. À. 2021 anh em chia sẻ bài cho em lúc chia sẻ nhá. Ok, mình chốt cho anh em mình là 8 triệu 2 cho một chiếc lít SCR. Đã dọn dẹp ngon lành hết, biển Hà Nội. Đấy anh em đi. Cốp rất là rộng nhá, em nhấn mạnh lại ưu điểm duy nhất của hàng lít đó là cốp rộng. Cốp của lít nó phải rơi vào 27 đến 32 lít đối với những dòng cốp lít này. 8 triệu 200 nghìn anh em nhá, xe đã được dọn sạch sẽ rồi. Dành cho các chị em đi chợ, đi đón cháu. Anh em đi... cũng được, chở hàng cũng được anh em nhá. Ví dụ như em thường thường em lấy thấy anh em chở hàng quán cơm ấy. Cần quán nhiều cơm với lại quán, đúng rồi, ship ăn vặt ấy. Em thấy anh em hay mua những cái dòng này để ship. Okay. Em, rồi anh em 82 đây mọi người nhá. Chiếc 82 hơi 70 năm 1993 đấy anh em ạ, 1993 thôi, hàng thôi nó cũng gọi là chưa dọn, nó cũng gọi là hàng dân dã, mua thế nào thì tiền, em cũng tư vấn luôn để trao đổi để lên cho anh em thôi, nan vành đồ bình bình thôi anh em, okay, không có gì đặc sắc cả. Hay nói cái khác là nó cũng hơi đuối đấy, nó cũng hơi đuối về hình thức một chút, may cái được cái da máy còn này, cái máy nó cũng hơi khô, nó cũng khô ráo này đấy. Rồi, còn về nhũ hay là thớt hay là nan đồ là đuối anh nhá. Em cứ vào thẳng vấn đề luôn là nó hơi đuối. Là nó vừa xấu rồi. Xấu chứ đây anh em, đây cái này nó đã han gì đây. Đấy anh em han gì cũng gọi là đây. Đấy. Tóm lại là xe vừa tiền thôi, không nhiều tiền, cái vành bánh tam nan nó còn zin này. Nhưng mà đồ là sơn trên mặt trên này cũng đã được bắn tỉa nhưng mà để mộc cho anh em mình tính 10 triệu 800, 10 triệu 800 thôi. Chưa đến 11 triệu. Cho anh em nào có nhu cầu lấy về dọn hay là bổ sung thêm, lắp cho em thêm cái yếm, xong rồi đưa cho các bác đi cũng được, đi đón cháu, đi chạy phố hoặc đi trong làng cũng là một cái gì đấy, nó rất là có tính cổ đúng không ạ. Còn nếu anh em có nhu cầu mông má dọn đẹp giật lên thì nó sẽ là tốn công hơn đấy, và thực sự là nó sẽ là một quá trình đầu tư đối với dòng xe cổ. Còn theo em thì lúc nãy bao nhiêu tiền anh? 15 triệu 800 đối với một chiếc Vision 2014. Không, 36 không. Triệu đối với một chiếc cá tính màu xanh. Anh em có thể xem. Và 10 triệu 800 chưa bao dọn anh em nhé. 1993 đúng rồi. Lấy anh em bổ sung thêm cái yếm này cho các hơi 70 anh em. Bác hơi 70 1993 các bác thôi, đi là trong làm được. Đúng rồi. Chở hàng chỉ gọi là nhẹ nhàng thôi. Rồi. Mà... xe lao động nhá. Xe lao động thôi chứ không phải là xe gọi là mặt mũi nó đẹp đẽ đâu. Em cũng nói luôn là xe nó xấu như nào này em báo luôn nha anh em nhé. Xấu báo xấu đó. Không nhiều khi anh em bảo là bọn em báo đẹp xe có 10 triệu 800 đấy đâu ra mà 10 triệu 800 đúng không? 10 triệu 800 10 triệu 800 thực sự là cũng phải mua vào là 9 rồi, 1 triệu 800 thôi là lấy cái giá giao lưu. Anh em nào có thiện chí thì liên hệ giúp em. Nhưng mà máy được nha anh em nhé. Đúng rồi, máy ngon. Vẫn ok. Đấy, anh em nghiền máy dòng 82 Honda mà anh em yên tâm đi. Anh em nghiền máy này. Đấy, máy ngon nha anh em nhé. Rồi hình hài vừa rồi giới thiệu anh em tiếp theo một mẫu BS nhá, hàng BS. Đây là một mẫu xe hàng của nhập khẩu, hàng BS, máy 150, xe của Honda. Đấy. Được dọn dẹp dán chum, nói nôm na là xe màu đen dán trắng. Đây, nếu mà anh em có thể bóc ra, xong sơn tỉa lên. Đây. Biển 208, 207 anh em nhá, 30F57561. Được cái máy là máy 150. BS 150, màu con này dán đấy chứ. 2008 mọi người nhá, biển 30F 2008 rồi. Mặt mũi con này thì cũng bị dạn dạn một xíu rồi anh em ạ. Xe hiện tại đang dán ni lông, hình như là dán tam ba lớp hay sao ấy. Vâng ạ, dán ba lớp ạ, bên trong là màu đen ạ, chủ dán thêm màu trắng ở ngoài. Đấy anh em có nhu cầu thích màu trắng thì để, muốn màu đen thì bóc ra, chắc là cũng sẽ xước xác một chút, thì anh em đầu tư cái tiền spa lên giúp em. Thôi cứ mua nó hợp lý, máy thì yên tâm, máy cực căng luôn, giống với dòng BS là 207, sorry anh em, bên trong là màu xanh nhá, bên trong là màu xanh. 7561. Nó không màu đen mà. Màu đen anh em ạ. Màu đen ạ, đăng ký màu đen. Đúng rồi. 208. Rồi. Mua nó là 10
5 rồi cộng cho anh em mình có giấy tờ anh Lê Tiến nhá, bên em có giấy tờ đầy đủ ạ. Chưa đã xong. 16.500, bán ra 16 năm thôi. Hợp lý. 16.500 một cho chiếc. Cho một chiếc BF 208, máy 150. Máy căng chất màu đen anh em nhá, hiện giờ là xe dán tem ba lớp. Dán ba lớp. Bây giờ dán gì nhỉ? Dán gì? Quên mất tên. Dán ba lớp màu trắng đúng rồi. Ừ, rồi. Ni lông ba lớp anh em ạ. Chạy rất là thoát máy luôn. Riêng cái dòng máy của nhập này anh em ạ, chạy thoát máy rồi, xong. Kiên. Xong rồi. Anh Kiên giao lưu với tất cả anh chị em nào. Chiếc xe đang mua những chiếc có còn chiếc này hết này. Em ra đây chào anh em nào. Rồi. Em ơi chào các anh trên này anh nhé. Chào anh em. Rồi em giới thiệu tên gì nhỉ? Em tên Quyết ạ. Quyết ở đâu qua đấy? Em ở đằng ngã tư Sở. Thế xe này ở đây tên của vợ em đúng không? Tên vợ em ạ. Vợ em mua mới hay là mua? Mua của bà bác em. Mua đợt đấy đi có mấy nghìn cây không mua luôn mà. Mua về xong rồi mua bà bác xong về mình sang tên. Sang chính chủ tên vợ. Chính chủ vợ em. Đây vẫn còn đây ạ. Đâu giấy tờ đây? Cả chứng minh thư đây. Tên chính chủ vợ. Có số điện thoại của vợ đồng ý bán đúng không? Có số điện thoại luôn vợ. Phạm Minh Phương. Tổ 21 Nghĩa Đô Cầu Giấy. Quyết anh em thống nhất là để cho anh Kiên là bao nhiêu tiền đây? 36 ạ. 36 nhưng mà mình đang giả anh em Quyết là 35 triệu xong vừa rồi để nhích lên 35 rưỡi. Đấy anh em tinh thần thế. Đây được anh em anh cũng báo trên này được anh em trọng tí. Ô thể em có thể quay một vòng với xe. Một chiếc xe SH 125 CBS của em Quyết nhá. Đời 2014. Đúng không? Đăng ký 18 được cái đuôi biển 5335 may nó lần đầu. Được, nói chung là tạm tạm thôi. Máy đi ngon không Quyết ơi? Máy nguyên bản anh ạ. Nguyên bản à? Dán kín ni lông, xe mộc mạc. Dán kín ni lông từ đầu luôn. Có số điện thoại của vợ đúng không? Vâng. Vợ đồng ý bán thì anh mua bán phải rõ ràng, loàng hoàng, rất việc. Nhớ cộng đồng mạng chia sẻ bài cho anh em ngay. Em nói cháu nó năm nay chạy hơn 5 vạn nhé. Ô đô chuẩn đấy nhỉ? Ô đô chuẩn. Số km chuẩn, máy ngon. Này máy được. Hình thức xe bóc dán ni lông em nhé. Xe dán ni lông có xước sát này. Bây giờ phải bóc và dọn dẹp cái này 5-700 nữa mới xong đấy. Nói chung là phải làm đẹp. Đấy. Đây mà yên này, yên này. Cái đời này nó không quá không có khóa smart key đâu, em độ smart key vào đấy. À Quyết em vừa rồi em độ đúng không? Thì tặng luôn cho các anh em cái vâng. cái khóa luôn. Vâng, tặng luôn khóa. Tặng luôn một cái khóa chữ U để cho anh em nó đi cho nó may mắn. Đấy khóa smart key này. Đấy. Nhưng mà có chìa không có chìa. Đây chìa đây em anh vừa mở đây đây. Khóa smart key độ. À khóa xịn luôn em, khóa đều, xịn đấy. Quá xịn đấy. Chiếc độ triệu mấy? 2.7 triệu. Độ 2.7 triệu. Độ đắt. Mua 1.7 triệu độ 2.7 triệu hôm nào lắp cũng kiếm mớ. Em lắp bảy. Kiếm hơn cả anh Kiên bán xe. Máy được, xe được. Nói chung ai đi cũng được, anh em chủ xe giúp gì. Ôi tinh thần này Quyết nhá, em giải quyết để cho anh giá đấy như anh bảo đấy. Rồi rồi bán ra. Ok, chốt cho Quyết 35.500 một chiếc xe 2014. Đi rất tốt đúng không? Vâng. Xăng ăn hết bao lít trên trong. Em định thì đang hết ít lắm. Ít đúng không? Em đổ đầy bình đi. Ok. Mét nhẹ chả hết. Cảm ơn em nhé. Vâng. Ok. Có gì xem lại like chia sẻ bài cho anh ấy. Vâng. Em chào các anh trên này nhé. Chào anh em. Anh Tuấn ơi cho vào em vào viết giấy bán đi. 35 triệu rưỡi. Ok. Ở đây đây mic ở đây. Còn 2 chiếc. Rồi. Đây em có thể vòng cái xe để một lần nữa nha anh em nhé. Đây em nó độ smart key rồi, xe chính chủ tên vợ mình đã tìm hiểu từ nãy giờ có mình nhưng mà ngã xước nhé. Chỗ này có thể bắn tỉa sơn với 50.000 hoặc bóc ni lông nhé. Đây ni lông này đấy, ni lông này. Máy ngon, một xe này được cái máy rất chất đấy. Quay trên cái mặt này đấy, toàn các nút đủ các thứ cho cũng được. Tất nhiên là thôi cái tầm 35.500 thì mình cũng đừng kỳ vọng nó quá mức, nhưng mà nói chung là với một chiếc xe SH thì máy nó vô cùng bền đấy. Em vào viết giấy bán đi, gửi cho anh cái chìa khóa. Gửi cho anh cái chìa khóa chữ U. Ở nhà anh đang cần cái khóa cổng, cái cổng nó đang khóa cái khóa chòi. Như cái này nó là xước nhỉ. Cái khóa này nó xước. Ôi tặng luôn ai mua xe này tặng luôn khóa chữ U nhá. Ơ để em lên về. Để em à. Đúng để em đấy, riêng khóa chữ U nó không là em về em nó ế này. Em rồi.
rồi. Nếu mà ai mà chốt thì Dung là phải giả, nói chung là có cái gì cái lộc bao giờ nó phải giả lại. Ai chốt thì giả lại nhá, không cho Dung luôn mà cho khách hàng trong kia. Đấy. Không, cất cho chị mà. Không ai ai bảo mày lấy đâu. Đây. Rồi em vào viết giấy bán cho nhá. Rồi. Cộng cho em 3 triệu nhá. Chưa có bao dọn đâu, em thông cảm nhé. Những chiếc xe này nó rất là ok. Anh Phạm Bá Dương ơi, con 82 thì phải liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em nhé. Tại vì là nó phải dọn, phải lên tiền nên là anh cũng phải... Lên biển 18 sau rồi. Báo cho em ạ, để em báo nhân viên được. Ôi, để nhường sân cho Thiệp tiếp theo này. Team sao rồi, cho con team đây nè. Rồi, em biết rồi, khóa cho con trai khóa xe anh em ạ. Trên này anh em ấy. Không lên lại, cứ cài mic thôi. Anh ơi, đứng ra đây cho em. Cài mic, đờ gì, ba. Đứng ra cho em, không lên lại đúng không? Nguyên Bá Dương chốt 36 ít quá anh ạ. Đây là em để nói cho mic nó cân. Xe ra đi, dọn ra khoảng 5-700 nhá. Về bóc ni lông nha, con sẽ bóc ni lông và sơn mất khoảng 1-200 gì đấy. Xe không phải làm gì đâu, máy rất ngon. Còn này bao tiền? 17 triệu. Đợi nào. 17 triệu, 204. Nguyên Bá Dương cho con SH. Ok, SH máy ngon mà. Cái lấy về anh em thích sang tên này sang tên. Mà xe chính chủ tên vợ bạn ấy không lo đâu. Để mình mua mình điều tra kỹ thôi. Giá bao nhiêu anh em? Bao 17 nhiêu? Anh ạ, 17. 17 à? Anh giảm 15 em bán. Rồi cho bán luôn. Tiền 17, 17 triệu. Về luôn, anh cho. Lùi đi 1 triệu đi. Không lùi 1 triệu nhá. Không, bán 1 triệu anh. Lắc. Không bán đâu. Cuộc lắc, cuộc lắc. Ôi, 1965 nhá. Giải quyết 16:30 đi anh em, nhanh như thủ tục, bây giờ nó tối rồi. Chim mỏi về rừng tìm trốn ngủ rồi. Nó muộn rồi. 16:05 bây giờ tối rồi, bây giờ cho chiều rồi anh em ơi. Mặt trời nó đã lặn rồi. Đấy rồi, 16.500 cho một chiếc xe. Tháo từ khóa. Tháo, cứ bình tĩnh, không ai lấy khóa đâu mà lo. Kèm nhanh chóng. Khóa này, khóa nhà, khóa cửa phòng á. Đi lên lấy. Đi đây. Em có thể quay một vòng đây, 16.500 một chiếc xe Jim đời 2004 em nhá. Đây quay một vòng bây giờ cũng xem này. Mình cũng nói chung là nó là giá nó là đã được toàn bộ lên bệ phóng rồi đấy. Đấy. Ở đây có sơn tỉa nhá. Có sơn tỉa rồi. Thay tem rồi. 2004. Máy zin đi em nhá. Con này máy zin. 16.500 con này máy zin 2004 đấy. Rẻ quá, máy zin này, yêu quá. Máy zin đấy. Máy zin mà. Máy zin có không? Quản lý cái này xem rồi. Quay vòng bên đây nhá. Cùng người cùng quê. À, nhiều thế. Ván chấm đèn, chấm cỏ. Ván chấm đèn, đèn xi, ván mẹ. Hỏa tiên nó phì vào đây này, chết rồi. Ván chấm đèn với hỏa tiên thôi em ạ. Điên này nè, máy căng đét là đẹp. Máy chấm hết luôn. Bồ này vẫn zin nè. Bồ vẫn zin. Thua cái biển 17 anh em nhá. Thua cái biển 17 thôi. Thái Bình thôi chứ con này thì. Đồng hồ thay rồi anh em nhá. Đồng hồ này đồng hồ 2013 rồi. Đồng hồ của 2013, đồng hồ của 2004 nó bạc hơn một tí. Đồng hồ này thay đồng hồ xịn nhá. Xịn của nó đấy. Con này đi 5 năm nữa không hỏng đâu. 5-7 năm không hỏng. Con của anh Khổng Minh nào ok không? Chưa. 16:30 yêu quá. Thôi nói chung là cũng trên tinh thần là hoa thơm mọi người hưởng tí. Để cho anh em này 19:30 nhá. Đấy anh em nào mà thật sự vào việc rất hợp lý, thợ thuyền có thể mua được cũng cộng được đôi 3 triệu. Thôi nói chung là hoa thơm thì mọi người ngửi tí. Thật ra mình rất nhiều xe anh em thợ về xuống tiền về bán đều có lãi nhá. Anh em nào thợ cũng tranh thủ nhanh tay, hoặc anh em khách hàng nào tranh thủ nhớ phải chia sẻ bài ấy bán nhá, không chia sẻ bài đánh tháo không bán đâu. 19 triệu con xe mà máy nguyên, máy chất, không đơn giản. Phải mới cho khẩu Minh tiên sinh. Khẩu Minh lên cho anh em cái. Số 1 Đông Nam Á. Số 1, lại số 1 Đông Nam Á. Ừ, đeo hàm cho khẩu Minh. Nó là đại văn hào. Cứ gửi tị. Hết sức ngủ. Chào anh em trên này, chào chiều tối rồi. Trước tiên vẫn chúc sức khỏe anh em trên này. Và chào doanh nghiệp Hải Kiên. Hôm nay mang con nết gần như là nó mỹ miều. Nó gần như nó đẹp.
đẹp mỹ miều, cả hình lẫn tiếng, cả mạnh. 18 Nam Định. 18 Nam Định, nhưng mà mỹ miều, mua của Thành Thái đấy. Mua Thành Thái đấy, cán bộ của công an quận. Xe nó mỹ miều luôn. Cái việc đấy, việc của okay, bọn em không đơn giản, anh mua là rồi ok. Cọc thường thì việc của em. Anh Khổng Phóng Minh anh rồi. Ra bóng thì nói chung giới thiệu thì nó cần như là rồi. Hình tiếng và hoa hậu đấy. Hình tiếng máy hoa hậu hết. Không rồi. Có chê được cái xe này gì cả. Chê xe này thì thôi mà anh em doanh nghiệp Hàng Kiên là bao năm rồi tình cảm anh em. Bao nhiêu năm rồi tình cảm anh em nó là chất lử luôn. Không có bề gì cả, mua của ông công an quận. Công an quận là ngay Thành Thái đấy. Rồi. Ngay Thành Thái đấy. Xe nó rồi. Không một con tí sơn ta mà số một đâu đâu mà anh. Nó là số 1. Ôi giời, quay vào cái toàn giật lùi. Số 1 đâu đâu mà số anh một. Số 1, nó là số 1 luôn. 210 con xe cứng cáp, con xe này gọi là cứng cáp này nha. Cứng cáp không em ơi. Sơn xì nó gần như là không có tí gì cả, vành sóng lan. Rồi, ok. Rồi. Nam Vũ lại một thằng nói nhắng. Kệ, việc người ta. Ê, kệ. Nhà, nói là gì ta thực tế. Ta buôn bán là phải đàng hoàng. Rồi. Bác này bán xe cứ cắt lên 1/3 là vừa. Thinh đăng dinh. Thinh đăng dinh anh hỏi trả lời. Phụng giả 18 triệu con team để 7. Nói chung quá hợp lý rồi. Ok anh Minh giao bóng cái này bao nhiêu? Giao bóng 16,5 nhưng mà có bớt cho nghe. Đấy, đây. Bảo anh em rồi, thống nhất. Thôi bảo thật đúng nhất thế thì anh ấy 500 nữa thôi. Không, là anh em 14,5 là anh em không phải nghĩ đấy. Hôm nó đổi cả một con uây, 18,5 anh không đổi. 14 chưa mua. Thôi thôi, chưa thế mua. Thôi anh mang về. Thôi 14 chưa không, mua. Nó xe nó đẹp lắm. 14 chưa mua. Xe nó đẹp lắm, 14 chưa mua thì chịu em thôi. Không chịu. Chưa mua. Không chê được quả đâu. Chưa mua nha, đây giả 14 là giả đấy. Anh ngoài ngoài giao thôi. Thế thôi. Đấy. Rồi tùy em thôi. Anh em chờ chiều rồi. Tay con nhang đệ tử của Khổng Minh mang rồi. Đến. Một con nhang đệ tử đến. Đang ngồi kia kìa. Đấy. Đang ngồi kia. Ngồi kia này chào. Đấy. Con coi như hôm nay là cả coi như là thầy đến thợ sang giám đốc Hoàng Kiên. Bán một con xe nó chất lử. Rồi. Con xe này thì không thể chê được vào đâu cả. Rồi. Nếu mà gặp khách ở biển Hà Nội anh bán về 25 triệu con này. Vì nó là bán đồ cổ. Rồi. Anh không bán cái này. Rồi. Xe nhì nhằng. Xe nát bét vứt đi. Không có gì cả. Tiến Everest là 9 triệu cô ơi. 9 triệu. Đó giả đến 13,5 anh không bán rồi. Đấy, nói thẳng thừng đấy. Đấy. Ha. Mua để bảo mày đổi con uây đi anh có cũng gì, đổi. Không có gì đúng không? Không có gì mà mua mấy anh rất đàng hoàng, chiều qua xịn. Có mỗi đăng ký không? Chiều qua xịn, đăng ký đẹp. Có mỗi đăng ký không thôi nhá? Không đăng ký không? Đấy, anh em trên mạng like đâu. Nếu mà an ninh cháy đầu đâu, tôi đền cho Hoàng Kiên 50 triệu luôn. Đấy. Buôn bán với Hoàng Kiên 30 năm nay rồi. Không có gì. Có anh, có photo anh. Có anh Minh. Anh chả hứa này chắc có đấy, nhưng mà người ta bảo vài ngày đi được về Thành Thái đấy. Mua ngay Thành Thái đấy mà. Thôi giờ tinh. Mua ngay Thành Thái. Tinh thần này nhá. Đấy. Có xe nó ít tiền. Không xe mời con quay đổi anh không đổi đâu. Con quay đổi máy zin đét. Máy zin đét. Nó gần như là mình nói phép nước hoa nó là gần như là hàng VIP. Số 1 Đông Nam Á chưa bằng con này hàng VIP. Em chia sẻ với Minh này đang cầu đỏ gặp Hoàng Kiên. Gặp Hoàng Kiên nó gần như là anh em phải hợp tác nhau. Bây giờ chú bỏ vốn ra chú phải có lãi. Anh bán cho chú thôi. Còn chú bán cho khách việc của anh. Việc của em. Đấy xe vớ được con này bây giờ hiếm lắm. Vớ được con này hiếm lắm. Thôi nó muộn rồi anh ơi. Thôi đi muộn rồi vào rồi, hết giờ rồi ta vào rổ giá đi. Rồi nó giá chim mỏi về rừng tìm. Rồi. Coi như là rồi. Quốc hội vừa họp xong thì ta bây giờ dân sinh lại kiếm ăn kiếm tiền. Quốc hội vừa họp xong chốt treo các thứ đất cắt ra nhà cửa. Còn lại là 13 năm. Thế thôi. Có anh không nói nhiều. Có mà không. Có mà không nhá thì anh có thể thử anh bán cho chú 14 triệu để mà chú cộng một vài triệu là viện đất giả. Xe nó chất nhảy. Em ơi con uây không bằng đâu. Chuẩn bị đứt mạch máu não. Đứt mạch máu não. Không em ơi cuộc đời tao cuộc sống giống cuộc đời nhưng mà kiếm được một con này thì khó lắm. Kiếm được con này. Nó tăng sâu nguy hiểm lắm. Kiếm được con này khó lắm. Đấy. Gần như nó đi 2-3 năm nữa. Nó không có tô tô anh ơi. Trời nó, ơi nó anh bán với chú là an ninh nó bảo đảm. Ô tô nó teo cái xe nó mười mấy triệu đấy. Nó phải 100 triệu cái xe cơ. Bây giờ ô tô nó định danh định gieo nó cũng đơn giản. Nó có ô tô này nó thôi anh chốt cho chú coi như này này được. Anh chốt chú 14,5 mà bớt chú 200. Không. Thế này về nhá là 14 triệu nhá. Không được thì thôi.
Thế bây chú chốt đi. Đây là báo đằng em 14 triệu. Đầy đủ cơ. Mua với anh. Đó, anh phải đại diện một chính quyền anh sang đây rồi. Lòng này phải chính chủ nói chuyện. Không, chính chủ thì nói chuyện cái gì? Chính chủ thì bán đắt hơn được 500. Trời ơi. Nó là không chính chủ thì xe nó là 500, thấy không? Em qua đời đi xem nào. Chờ chiều tối rồi bán đón con nó học. Anh bán cho 13:30 em vào viết giấy trên line em mua. Để anh nói chốt chúng câu nhá, rất nhiều chốt rồi. Để anh em cũng lại này nhá. 2 mồi. Đấy, cho nó mồi. Không, thôi, anh thôi, em thôi. Anh ấy. Thôi. Anh không gấp đâu, nhưng mà 2 mồi cho nó vào việc đi. Thôi. Em à, 2 mồi đấy, thằng đệ của anh nó ngồi, nó lọc đau động, nó ngắm nghía, nó sướng lắm. Con xe nó chất lừ đấy, ngắm nghía nó sướng. Anh Nguyễn Thái Hòa mà. Kích kim 11:30, kích kim, kích. Cái gì, việc người ta. Việc người ta, cái xe nó như thế này mua được 1936, 100 tiền lên like đấy, giả 100 tiền lên like. Đúng rồi. Anh nể chú Đồng Hương đấy nhá. Không nể chú Đồng Hương hôm nay là anh phải bán cho chú 15:30, chú chỉ được 500 thôi. Nhưng mà tôi nể chú đấy. Rồi. Anh Khổng Minh viết tôi bán 13.600 một chiếc LED nhá. Xe này một chiếc xe, nó là sơn zin máy zin. Em có thể quay một vòng. Sơn zin máy zin nhá, rất là đẹp nha anh em nhá. Một chiếc xe sơn zin máy zin. Máy con này thì nó đi 5 năm nữa không hỏng đâu. Cô Đông Anh đây đang thằng anh áo xanh này đang thích cho đúng không? Đâu. Anh đang xem đấy anh ấy. Anh ấy. À rồi. Cắm lâu lắm. Đấy anh có thể chào anh em như này để chốt phát anh em nếu mà anh mà thích thì. Anh đứng gần đây này. 13.600 nha, cộng cho anh em con này. Em gửi giá chào giá yêu đấy. Giá yêu. Cái máy ngon. Giờ có cái là người mua này nghe được giá. Không sao mà, bọn em bình thường mà. 13.600. Thôi trên tinh thần anh em trên này cũng hoa thơm một người tí, em cộng 2 triệu. Đấy, anh em anh cảm thấy ok thì cộng mà không ok thì em gửi anh em trên này. 2 triệu. 15 năm. Biết rồi, 15 năm. Bao giờ là cũng muốn mặc cả một tí. Anh đang để 15 triệu. Anh em bán cho anh em 10 cộng 2 triệu. 15.600 là anh ơi, chốt nhanh không vào, nó cọc mất. Em đặt cọc rồi. Rồi, đặt cọc đi. Đấy, anh đặt cọc đây rồi nhá. Đây, anh ấy, nhá. Đi vào nhanh em qua đây nó lại hết chỗ. Đấy. Ôi nói chung là hoa thơm mọi người gửi tí. Chắc là không hỏng mặt đâu anh Vật. Nhường lại cho em trên này nhá. Đấy. Xe này có một đại ca đấy xem từ cũ rồi nhá, cọc nhá. Bởi vì anh ấy xem từ đầu anh em đang bán với nhau hơn 16 triệu cơ. Nhưng mà vì là trên line của mình thì muốn là anh em cho nó vào việc. Đấy. Anh Việt Trần chốt AB nhưng mà thôi anh trên này like anh xem từ trước mất rồi. Để ra con xe này nói chung là mình cũng chỉ thế thôi. Nhiều rất nhiều anh em họ đang chốt của mình ấy. Có gì chờ nhá, nếu mà anh em không chốt anh em chốt hộ cái. Vâng. Rồi, tiếp theo em lại giới thiệu nốt những cái dòng xe đang có mặt. Mấy? 400 ạ. Còn rất nhiều xe. Đấy, trong buổi tối hôm nay để em và chị Dung anh sẽ đồng hành Đức, phục vụ cho anh em. Anh Đức Toàn Cao ơi, con đấy qua một anh đang chốt cọc rồi ạ. Anh đang chờ từ lúc mà chưa mua được, anh đang đứng đợi anh ạ. Đấy. Nó cũng là một cái sản phẩm rất là vừa tầm tiền của anh em có nhu cầu. Rồi. Tiếp theo Liberty, một Liberty có phun xăng điện tử ạ. À, có phun xăng điện tử rồi. Ừ. Tiết kiệm xăng. Rồi. Tay sách được lên tay sách nhập nên là anh em lấy nhìn kiểu dáng nó rất là đẹp và cân. Anh em là hàng xanh Cửu Long, nhìn nó màu nó cũng bền màu. Phải... Có dọn dẹp ngon lành hết lên rồi. Em Đức vừa báo là dọn mất 600.000 thêm nhá, hàng 600.000 dọn thêm. 400 hay 600? Đăng ký 2012. 400. 400 đăng ký 2012 anh em nhá. 9 triệu cộng với 400 là 9 triệu 4. Ừ. Đấy, cho anh em sử dụng một chiếc Liberty IE phun xăng điện tử. Được cái là xe máy 150 biển đuôi 79 thần tài. Rồi. 29679. Rất là hợp lý cho anh em nào có nhu cầu. IE anh em nhá, bản IE màu xanh tím này. Rồi. Đấy, rất nhiều anh em thôi cũng dòng này 9 triệu 4 rồi. Anh em nào có nhu cầu chọn một chiếc máy 150 đấy ạ, máy rất là bốc và khỏe chứ không phải máy 125 đâu. Ok, cho đi. Một chiếc sáp của SOM nha anh em nhá. Hàng FI. Tiết kiệm xăng hơn hẳn so với những cái hàng chế cơ. Anh em lại cao to đấy. Cao em to có tới 4 chiếc chế cơ ở trên nhà màu nâu cà phê. Nhưng mà hôm nay em ra một chiếc FI để phục vụ anh em nào có nhu cầu chọn những cái mẫu xe hàng to. Đấy. Được cái lo tốn xăng thì bên này có FI rồi nên là chiếc này sẽ yên tâm để phục vụ anh em. Giá bán ra là 10.800.000 thôi. 10.500.000 thôi. Ở giấc này bán 10.500.000 nha anh em nhá. Bản kim phun tiết kiệm xăng đấy ạ. Đấy, có biển 29S6 28510. 10.500.000 cho một chiếc có phun xăng điện tử nhá. Em nhắc lại là có phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng. Đây, anh em có thể kiểm tra cái đèn FI này cho em. Đấy. Rồi, tiếp theo nha anh em nhá, một chiếc Suzuki hàng Sky.
là một mẫu kiểu dáng line của Suzuki Hayate và Suzuki Impulse. Đấy, nó sẽ ra một cái kiểu mẫu Skyline này ở giữa. À, Nguyễn Anh An Huyền, SH1 đi ạ? SH1 chắc là phải chờ. Vâng, SH1 cũng còn rất nhiều anh em nhá. Đấy, giá có trên dưới 30, trên dưới 40 em cũng có. Rồi. Sky anh em nhá. Của Suzuki ạ. Đấy, những cái dòng này là form dáng gọi là nó hơi cổ quái quái một tí. Biển 30 đời 2010 nha anh em nhá. Đây, máy rất là ngon lành cành đào. Giá tiền hợp lý thôi. Dòng này em cứ bán phá giá hết tất cả những dòng xe hợp lý này. 6 triệu 8 thôi. Ừ. Biết là rất rẻ đấy, nhưng mà thôi để giao lưu anh em mình nào có nhu cầu. Mẫu này nó nhỏ xinh xinh. Đấy, 6 triệu 8 thôi. 2.10. Biển cũng đẹp. Chạy thì rất là khỏe. Hàng này nó bốc khỏe rồi. Okay, anh sơn zin anh em ạ, sơn vẫn là sơn của xe đấy, hàng nó chắc và đanh lắm, anh em cứ yên tâm sử dụng. Anh Hùng Bùi ơi, con Avalanche là anh em đang cọc rồi nha anh em. Hàng hot đúng không? Đấy, rồi tiếp theo em quay một chiếc QA 110 cho anh em nha, anh em đang hàng của 2023 anh em nhá, một chiếc QA biển 18 thì phải. Rồi. Đấy. Siêu mới anh em ạ, rất là mới luôn. Mới luôn anh em nhé, bản 2023 đấy ạ. 18G1 57234. Hàng sơn zin, máy zin, xe chạy có tính đơn vị gọi là trăm thôi. Anh em hơn chưa đến 1.000 km thì anh em biết là lướt thế nào rồi. Ôi. Anh Lưu Quang Toản xem con này có ok không anh nhá, đời biển 2018. Em bán ra là 16 triệu 800 thôi, rượu biển... nhạt bán cho anh em cần. Thật sự là so với xe mới nó cũng không lãi được nhiều. Biển 18, đời 2023, chạy hơn 800 cây nha anh em. Nhưng nhá, nó là hàng lướt, anh em lấy đi luôn, không phải dọn dẹp sửa chữa gì. Đây, mọi người nhìn này. Đỡ phải đăng ký, đỡ phải thủ tục rườm rà. 16 triệu 800, rất hợp lý. Em nhìn nào, gương ngược này. Chưa lắp luôn. Chạy có chưa đến 1.000 cây, nói chưa hết lốt đà. Anh em về lấy giờ là phải gọi là đi thêm 1.000 cây nhẹ nhàng nữa cho em. Sau đấy là chạy thoải mái luôn. Hàng nó còn bảo hành nguyên ngoài head Honda. Tất cả các head ra bảo hành toàn hệ thống hết. Hàng zin chuẩn đẹp, nên anh em yên tâm sử dụng. Đối với quay mà nó gọi là xe, gọi là xe quốc dân rồi. Nhà có dùng, người dùng công rồi. À, rất là nhiều SH nha anh em. Đây em nhìn một đàn SH rồi. Tiếp theo em xin giới thiệu một mẫu BS cũng là xe 150, hàng màu xanh và là nó đã là gọi là vuông thành sắc cạnh rồi. Hàng nó đẹp rồi, sẵn có anh em lấy đi, không phải đầu tư dọn dẹp gì nhiều nữa. Vì cái hàng BS này nhiều khi cái chi phí dọn rửa nó sẽ cao anh em nhé. Nhưng mà xe này đã dọn luôn rồi, 19 triệu 500 thôi. Để ra cho anh em mình một chiếc BS 207, bản máy là 150 anh em nhá. Màu xanh, nó là màu xanh huyền thoại của cái dòng BS này đấy. Rồi. Màu xanh và màu đen đặc trưng của cái dòng BS nhập này, anh nó có hai cái màu này rất là cơ bản. Đấy, anh em nghe máy BS. Rất là đẹp nha anh em nhá. 150 2007. Vâng. Rồi. Giá để ra cho anh em mình là 19 triệu 500. Dọn dẹp lên em rồi. Em đang tìm con khoảng 10 triệu. Quay à, quay thì 10 triệu à? Thế à? 10 triệu đấy anh em. Anh cố một chút nhá. Em có cái mẫu RX này. Quay rút hồ sơ được anh Lợi Tê Quang nhá. Giờ con đấy rút hồ sơ hơn 10 triệu một tí. Lựa chọn cho em mẫu quay RX bản đời 2019 có phun xăng điện tử, vành nan, thanh cơ. Đấy, nó hay là nó là dòng quay mà quay RX nên là cái độ tiết kiệm xăng nó là đứng đầu luôn vì nó có FI phun xăng điện tử. Giá đầu tiên lúc khởi điểm nó cũng nằm trong top giá đắt nhất trong giới đích. Tất nhiên vành nan phanh cơ thì nó rẻ, hàng zin nhá, lốp trước vẫn còn nguyên để phục vụ anh em, máy là nguyên zin, sơn cũng nguyên zin luôn. Đấy. Rồi giờ SX nha anh em nhá, giờ SX đây, bản tem giấy vành nan phanh cơ mà máy zin 2019 biển 24B2 54572 anh em Hải Dương Lào Cai. Rồi hợp tình hợp lý để giá cho anh em mình trong buổi live hôm nay là 12 triệu 500. 12 triệu 500 là anh em đã sử dụng được một mẫu giờ đích. Đấy, rất hợp lý anh em ạ. Xe được dọn sạch sẽ anh em nhá. Hàng có điện tử FI này, quấn dây đồng đường điện này, rất là an toàn luôn. Đấy, zin hết luôn anh em nhá. Hàng zin nguyên bản, tay nắm vẫn còn nguyên, rất là đẹp luôn. Với những cái tầm tiền hợp lý hơn 10 triệu, anh em lựa chọn mẫu giờ đích là nó là một sự lựa chọn chính xác, thật sự là chuẩn đối với những dòng xe số. Rồi. Vì nó tiết kiệm xăng mà nó trông nó đồ sộ to, so với xe mới lại được lãi một cái biên độ nhất định rồi. Thì mới dòng giới đích này nó 21-22 triệu, bây giờ anh em mua có 12 rất rẻ đúng không ạ? 12 triệu, hơn 12 một chút, 12 triệu 500. 12 triệu 500 nha anh em. 12 năm trước này. Rồi giới đích rất là nhiều những cái dòng xe khác đang chờ đón. Con này có được không anh? Anh em con này có được không? Được chưa? Vẫn đang trong quá trình thương lượng. Anh chiến cổ cánh tí. Đây. Không mua không được nhưng mà tối lại báo cáo ông Hoàng Tiên. Đây là người Hồng Tiên đúng không? Đấy. Cứ say là như Hồng Tiên. Say lắm.
không, ông kia không phải mua đúng không nhé, cho tôi lên tí thôi chứ còn là rồi, okay, anh đây, chào anh em nhé, chào các con vợ nhá, đấy anh vợ chào các con vợ đấy, chào giám đốc nhá, đấy là xe là lên đây là xin lên like thôi chứ không phải là buôn bán gì, hôm nhá, đấy xe là đến mua báo cáo là giá thì là ông kia bảo là không được nhưng mà thôi đây là có lên tí cho là vui. Đấy, xe thì là 2018. Em đang giờ lại đi 2018. Bán rẻ bằng một lửa chợ luôn, ở chợ là như này là bố Bì có bán là 17. Ôi giời ơi mày quá. Nhưng mà đây bán một lửa tiền thôi. Đấy này mày 8 giờ ra ở có phúc đâu. Nhá. 17 giờ rưỡi mà trừ đi một lửa tiền. Đúng không nhá, biển tỉnh mà. Biển tỉnh thì mình trừ đi một lửa tiền luôn. Đấy, mà xe như nhau luôn. Đấy. Nhá, giới thiệu nhá là cái xe này là biển Hà Nội là 17 triệu rưỡi nhưng mà tôi bán biển tỉnh thì rẻ một lửa tiền. Đấy, nhưng mà ông kia thì ông ấy bảo là thôi 6 triệu. À không, nhưng cái mà... này là phải bảo tên khách chứ. Giới thiệu giúp anh thôi chứ còn buông anh mua thì anh không phải là bán cho Hoàng Kiên. Có xe Hyperlet bán cho một ông anh người ở Nam Định nhá. Thôi anh Chiến bây giờ anh con bác ơi. Đấy. Lát nữa người rồi, đấy, người. Báo cáo cả 500 cái xe này. Bán rẻ lửa tiền luôn. Đấy, bán rẻ cả thị trường lửa tiền luôn. Đấy nhưng mà thôi như quảng cáo là xe là rượu suốt ngày. Xe đẹp ông cơ luôn. Ông để rượu suốt. Nếu mà ông Kiên cho xe là như ông Kiên ông chê nhá thì đuổi nó về ngay. Nhưng mà nếu ông Kiên thử chê hộ phải về ngay. Nhưng không thể chê được thì xe mới cũng đẹp luôn. Vẫn là câu chuyện đấy thôi. Đấy là đề tài mua tuổi nhá. Nhưng mà xe là đẹp thật sự chính chủ. 24 Lào Cai nhá. 2018. Rồi. Đấy ông nhờ ông Kiên like hộ anh em mua giúp. Đấy chứ không phải ông Hoàng Kiên mua nhá. Đấy chứ không phải bảo ông Hoàng Kiên mua. Xe này nếu mà có lỗi thì là anh em đừng có mua. Đấy. Bán rẻ lửa tiền luôn. Đấy, biển tỉnh mà. Đấy, đúng không? Đấy thì là thôi. Tuần thứ 3 2017 xe 2017 nhá, lốp còn gì thiếu xe. Đấy, báo cáo là anh em là ông Hoàng Kiên like hộ thôi. Đấy xe. Hộ đấy nhá, không mua bán đâu. Không mua bán nhá. Xe này là không mua bán. Không mua bán đâu. Like hộ anh em mua giúp. Đấy. Thôi ra anh bán bao tiền anh Chiến bán bao. Đấy thì là mà báo cáo ông Kiên rồi nhưng mà nhiều lúc ông Kiên cũng công ty tôi thì nhưng mà xe thực tế. Đấy, đây là của tôi. Xe chính nhiêu? Chủ. Bán bao nhiêu? Đấy thì bây giờ hôm lọ mọi cho tiền like thôi chứ không bán mà đấy khổ quá. Cổ cánh nhá. Bây giờ ông Kiên ông cứ lo ông bảo là bán cho ông ấy đắt như rẻ thì thôi bảo xin lên like vì ông tên tuổi rồi. Thì bây giờ tôi không bán được ở chợ thì tôi nhờ ông. Thế anh em cảm thấy là quý thì là ông Hoàng Kiên thì bán giúp tôi. Anh rồi bên đó xong rồi vẫn dùng cái đề tài cho một là viên bằng hạt đỗ xanh rồi cho đưa cho mỗi ông cái búa gõ vào. Mỗi ông gõ vào lúc nó tán ra cái mâm. Với ông nát rượu chán lắm. Ở thôi được rồi nhưng mà không nhưng mà xe nha vẫn là xe chân cứ để tại không thể đúng rồi không thể là không kiện được xe này nếu mà ông Hoàng Kiên mà kiện tôi nha thì tóm lại tôi biếu ông Hoàng Kiên xe luôn tay cửa ông uy tín rồi đúng không không được cho cảnh nát chán ông Hoàng Kiên nha thì 1-2 lần va chạm mà tôi bị nổi tiếng rồi nên là rất mệt lắm cả họ biết hết ai cũng biết biết xong thiếu ổ cánh cái tầm này mang xe ra cho Hoàng Kiên xong quả này bị phốt và chết dở thôi luôn đấy. Đi đâu người ta cũng bảo là ông bán ông Hoàng Kiên thế nọ thế kia nhưng mà không xe là ông Hoàng Kiên bán tôi bán trên like luôn bán xe này là bán trên like đấy mà ông kia không mua thì là like giúp tôi rồi. Ở đấy okay, thời gian đã hết anh ạ đại đấy. Biểu okay, cho chốt phát súng cuối cùng để giải quyết giá phát súng nói rồi mà đấy đấy nói rồi mà rồi. Thì, đúng không 1 phút tính lặng giá 8.000 giục tồi thì vừa đọc 80 rồi em đang giả đầu 9 mà em đang giả 60 đầu 9 cơ mà bán rẻ rẻ cái xe này bán rẻ một lửa tiền ở trong chợ khổ quá xe như bán rẻ một lửa tiền luôn đấy chứ không phải bán đắt gì cả đấy 2018 cơ mà anh Nguyễn Tuấn Anh mua lại của họ cũng mệt nhỉ nói chung đội ai đội nát chán lắm mà đội nát này thuốc lá rượu bia sáng ngày chán thuốc bứt cửa đầu đã làm với ông Hoàng kia ông cũng chê trách thôi nhưng mà thôi em vẫn câu nói ban đầu em gửi anh 6.5 triệu không không bao giờ mà tôi cảm ơn cái kia là cho nên là mọi người còn là nhớ tôi đúng không đấy nhá cảm ơn mọi người nhá là mọi người đã nhớ về tôi chưa hết rượu đâu nhá vẫn mùi đấy ngồi gần vẫn mùi thì ông kia là ông ấy vẫn mùi chưa hết rượu đâu chưa mùi ông là một doanh nghiệp nhưng rất là tiếp khách rất là ok đấy thế là thôi đấy là nội dung là nhờ ông Hoàng Kiên cho lên like đấy không mua thì thôi nhưng mà đấy là giá của tôi bán là rẻ một lửa với chợ đấy đưa rô ve chai mà nói nhiều thế đúng không chị Lộc này đấy đúng không nhá à, dạ, thôi đấy. Thôi cứ phê thì ra đi tìm ông kia thôi đã hết thời gian biết rồi đại biểu đã hết thời gian cảm ơn đại biểu rồi đại biểu chốt giá bao nhiêu
Đấy thì nói hết rồi. 7 triệu được chưa? Được chưa? Thôi mày mua 7 triệu rưỡi rồi, thề cả Hoàng Kiên đấy. Mua 7 triệu rưỡi rồi đấy. Giả chết bắt qua anh em trông đơn giản, lè nhè giả vờ thôi, khôn lắm. Mua đơn giản đâu. Không bao giờ không à. Nếu mà nếu mà chúng ta cánh mà mua con này mà không mua 7 triệu rưỡi nhá, chứ bỏ cánh là con cún luôn. Lại thề lại con. Thề luôn. 7 triệu rưỡi là mua đúng 7 triệu rưỡi luôn. Bán em 7 triệu. Không thôi 72, 1972. Không bao giờ mà mua 7 triệu rưỡi bán ông Hoàng Kiên 72 rồi. Nhá thôi nha. À, cho tên like thế xong rồi anh em có gì điện thoại thôi chứ bây giờ biết làm sao. Tối rồi em ạ, tối đấy. Rồi, cảnh cảnh cò, là chiến của cánh cảnh cảnh cò. Thế là thôi cảm ơn anh em là ông Kiên hôm nay quý lắm ấy, cho like đấy. Đấy thế là giao lưu cả anh em tôi. Thì, ông Kiên ông chỉ là dắt tôi qua đường thôi. Đấy. Con xe này thì chắc chắn là không có điểm chê rồi. Đấy 100% ok luôn nhá. Nếu mà cái xe lên sóng là xe ngon. Xe này nhá. Ông Kiên mà trên lũ câu luôn tôi lại biết ông sẽ luôn. Bạn mốt nhá, xe đi bạn mốt. Không bao giờ nhá, cái xe này nhá, không bao giờ chê được một điểm nào luôn. Kimco 50cc anh em nhá. Đúng rồi. Xe mới của nó là báo cáo cả lắp trong anh em là 25.900.000. Đấy chưa đăng ký nhá. Chưa đăng ký mà xe chạy đúng 1 vạn, mua chính chủ luôn. Quách Phú thôi chốt giá 6 triệu. Không có một tí lỗi nào luôn. Bán rẻ vậy. Chốt giá 6 triệu. Một lửa với thị trường. Quách Phú con đó 5 triệu. À không kệ người ta thôi. Đúng không? Mình bán cho những người yêu mến nó thôi. Chứ còn Quách Phú. Đấy. Mình bán cho những người yêu mến em đang thôi. Đang mê vai. Đấy chứ còn không bán cho người mà giá rổ mà. Người ta cứ chê thì. Anh đứng đây thôi bây giờ nha. Người ta cứ chê thì chịu rồi. Ở giữa bản thân thế này anh nói một câu. Lời chăn chối cuối cùng. Chốt là nha. Tóm là cái xe. Phát xuống cuối cùng nha. Bán cho Hoàng Kiên. À, thiếu ổ cánh làm đúng 300, 7 triệu 8. À, mua 7 triệu rưỡi nhỉ, bán cho Hoàng Kiến kiếm được 300, nếu quý Hoàng Kiến mua giúp. Con này không. trước chào rồi. Biết rồi nhưng chào, chào thì nó đắt nhưng mà đây là xe của Chiến mà đúng không? Xe của Chiến. Bán cho Hoàng Kiến làm nhà làm đúng 300. Đấy. Thế Hoàng Kiến đừng có mặc cả mới, gì nữa. Mới con này 24 triệu. 25.900. Mới 2 đấy là khuyến mại hàng nhá, không đơn giản. 28 mà mới. Đấy xe bán với cho 2018 luôn. Đăng ký 18 đấy, đăng ký 2018 chính chủ luôn. Chính đấy. Xe này nhá, không bao giờ có một lý do gì để nó là mấy lần nữa cho phát sóng chốt giá. Thì đã bảo là sang là thôi thì cho Hoàng Kiên cho Chiến lên like tí cho nó anh em nó nhớ. Mấy lần like xong đi đâu người ta cũng bảo là ôi thì dạo này Hoàng Kiên giận thì sao rồi không thể làm xe. Mà thì có gì đâu, tại vì có xe đâu để bán, đúng không? Cứ thả một viên bằng cái hạt đỗ xanh rơi mua với búa ngồi mỗi ông gõ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối là như cái mâm. Nghe bài đó anh em là lâu rồi không tán ra Hoàng Kiên livestream. Cảnh mấy ông nam tại vì là không có xe nhá. Là không có xe. Thôi, bây giờ thôi nhá anh nhá. Em gửi anh nhá 7 triệu rưỡi. Ủa nó lâu quá để em tắt lại. Bây giờ nghỉ thôi. Thôi được rồi, tắt thì cũng được mà có gì đâu đấy nhá. Thôi không, chắc chắn là không à. 1976. Được rồi. 1976. Phải có 300 thì mới bán. Không bao giờ bán luôn. Đấy. Ok nhá. Đấy tắt lại cũng được đúng không? Thế cho nhanh. Đấy, chín mua cũng phải thôi, rồi. Thôi 4 củ kiếm mất bao nhiêu công là ủ dầu rồi xong rồi xu mua thứ được của Kiên 300 đấy là Kiên mua không, nếu mà Kiên bán cho khách nhá. Kiến mà thu về thì phải là 10 triệu cơ chứ không bao giờ là 8 đâu. Ngon nhá. Không lâu gì nữa. Sao nhìn máy gì lốp lát thế này đi 5-7 năm hỏng luôn. 100% nếu mà cái xe nó sai nhá. Chiến là tóm lại biếu cơ quan Hoàng Kiên luôn cái xe này luôn. Nó Hoàng Kiên còn riêng Hoàng Kiên mua cái xe này nhá, không bao giờ dỗi cả Chiến một câu nào luôn. Không dỗi gì. Nếu mà Hoàng Kiên mà chửi dỗi một khát phát là Chiến lại dỗi luôn. Đấy. Đấy. Xe nó lên có 400. Không, xe là sưu tập mà. 1000 người đang xem trực tuyến. Đấy. Mà kể cả đấy 1 vạn người xem nó cũng đến người xe là xe xịn. Là không mà nếu mà Hoàng Kiên bán cho bất kể một người khách nào mà có người ta quay đầu thôi, trở về bảo là hết tôi rồi, thôi. Bán cho Hoàng Kiên cái xe lô nhá thì hoặc là sơn là được rồi. Anh mới bán chưa? Đấy hiện làm đúng 300. Đấy con Hoàng Kiên làm thêm bao nhiêu cây? 7 nào? Không 78 à. 7 nào? 300.000 rồi. 78 chùa Hà này nhà nhạc sĩ Phú Quang đấy. Ồ đấy. Nhà nhạc sĩ Phú Quang ở 78 chùa Hà đấy nhá này. Ok nhá. Không. 78 phát là Chiến làm đúng 300. Còn Hoàng Kiên làm bao nhiêu phát triển qua xong cái lượt view lên kinh nhá. Đấy. Hoàng Kiên làm bao nhiêu kệ. Đấy. Đúng không? À không nhưng mà đấy. Được đấy nhỉ, con này nói thôi không được nhỉ. Cho lên 78 ngon. Báo cáo anh em là đấy. Cho lên like nhiều lâu lắm rồi có phải đường lên đâu đấy lên chuyến okay, tốt rồi nha, chuyến lần nào lên nha mọi đi đâu mọi người cũng bảo ôi chứ lâu lắm không thấy ra Hoàng Kiên à cái đề tài đấy nó có lặp đi lặp lại nhưng mà cảnh ở đấy
Như ông nào tỉnh táo biết là mình như nào ấy. Đây, hai mai là Hoàng Kiền lúc nào cũng như chú của cánh luôn. Ok nha. Chiến 7.8. Được rồi, ok chưa. Hãy chào anh em trên này. Chào mọi người nhá. Đây tóm lại là vẫn là Chiến luôn. Lên, lên, lên. Rồi, ok. Đây, có tí men, có tí rượu, có tí gì nhỉ anh nhỉ? Hồng xiêm, hồng xiêm. Ờ, được đấy, rất hay hôm nay, có duyên chốt hết rồi. Nhưng bán con chuồn chuồn bao nhiêu anh em ấy. 7.8 nha, xe đi 5 năm nữa không hỏng đâu, xe đi thoải mái, xe này xe hãng nhá, Kinko 50cc biển 24 Lào Cai. Mua của Chiến 7.8 nha, cầu em 2 triệu nha, anh em nào thật sự thích thì lên được. Xe này mới tinh là 24.500 nhá, mới tinh. Lốp tinh cả xe, cả đôi theo xe mới chạy vạn mốt. Cái được anh em ạ, máy móc. Còn này, còn xe nào? Còn anh ơi, còn con này. Anh em đang mua. Ờ, vừa mua xong, anh giới thiệu đi. Giới thiệu anh em một chiếc Ablet nhá. Trong lúc chiếc Kimco mua thì em ở ngoài có mua chiếc Ablet 2011, đúng rồi, biển đẹp, máy zin, hình thức vuông vắn. Đây em phải giải thích, từ tối hôm qua mới mua xong được của bạn ấy ạ. Ablet 2011, hàng máy zin, hình thức vuông vắn rồi, biển tươi 29X701468. Hoàn thiện mua xong là 11.800.000. Vũ Văn Thái. Hàng vuông vắn máy zin nhá. 11.800.000, xe không phải đầu tư gì. Hay là cái đấy. 11.800.000. Biển tươi, máy zin. Con này cộng 1.7 thôi nhé. Ok xem. Cộng 1.7 cho anh em nhá. Hàng được cái là nó cũng là hợp lý, phù hợp với tầm tiền. Biển em nhấn mạnh lại là biển tươi. 29X701468. Anh Vũ Văn Thái à, điện đã kích lên 230V rồi. Hồng xiêm thơm lắm. Chắc là hết xe đúng không? Ok, hết rồi xem ạ. Chốt là 11.800.000 cộng 1.7, 13.500.000. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ chốt chiếc LED. Xe nhào nóng kim. Hay lắm anh Thoại Kỳ Kiêng. Ok, chắc là hậu ơi. Một loạt cả vào trong nhà. Dung ơi, giới thiệu qua một tí vào nhà. Ok. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi. Đi vào nhà giới thiệu. Rồi, mời anh em vào trong nhà. Các cái dòng xe ở trong nhà nhá. Rồi, rất là nhiều anh em ạ. Đây anh em một lượt SH cho em. Rất là nhiều những chiếc SH nhập khẩu nha anh em nhé. Nhập khẩu Việt Nam. Có đủ luôn cho anh em những màu. Đấy, PS hơn 30 với mấy chiếc nhập khẩu 150. PS vẫn còn ạ. Vẫn còn đúng đủ các màu. Rồi, đúng rồi anh em lướt qua một vòng nha anh em nhé. Những chiếc xe bên này trong bên trong này. Đấy, em sẽ lướt qua một vòng cho anh em. Thì anh em nào mà thích những cái dòng gì có thể liên hệ trực tiếp với lại nhân viên bên em đây, anh em nhé. Cũng là sẵn anh nào em nào có hỏi em SH1. Rồi. Đó, những chiếc SH Vario, màu trắng đặc biệt Vario. Là một chiếc Vario rồi. Đỏ sần, xe của 2023 rồi. Giá là hơn 40, anh em có nhu cầu chọn chốt sớm trước đấy giúp em. Phía xe xa nhá, là SH1. Đấy, hàng SH1 có những chiếc biển tỉnh em bán ra có 29 anh em ạ. 29 triệu những chiếc SH1 2010, 29 30 triệu. Xong chưa anh? Rồi, từ 3G, những chiếc SH1 giá có 30 triệu. Đời 2015 anh rồi. Em thấy giá rất hợp lý, hàng là máy zin nhá, rẻ không phải là vấn đề lỗi, rẻ vì thực ra giai đoạn này những cái dòng xe có giá biên độ xuống một chút nên anh em có nhu cầu chạm và lấy những giai đoạn này rất hợp lý luôn ạ. Có SH 40 triệu không SH cao cũng, nhé tầm hơn 40 nha anh nhá. Vâng, em sáng em lai một chiếc màu đỏ 43 triệu đời 2014 mà lại được cả khóa sơ mắt cây đấy anh em thấy với hơn 40 anh triệu. Cho em một lượt đi anh, em một lượt bên này xong bắt đầu anh em quay biển số xe đấy, những chiếc SH1 nha anh em nhé. Hiện tại đang có mặt tại cửa hàng 52 phố Chùa Hà. Hiện tại là dòng xe bên em rất là nhiều ạ. Chứ không phải là nguyên ít xe thế này đâu. Tại vì là nó còn 2-3 bên nữa. Vì thời gian lai ở ngoài. Đúng rồi. Với cái việc lấy ra không. Anh lia cho em biển số xe nhé. Anh nên em nào lia biển số xe anh ơi. Không thể giới thiệu hết được. Anh em có nhu cầu chọn lựa không, có anh, thể anh liên hệ. Anh chậm thôi, như này không kịp. Rồi ok đấy, đấy. Anh chậm như thế. Rồi, rất anh nhiều SH ạ. Đấy những chiếc xe mà anh em đang có nhu cầu mà mua thì anh em có thể chụp lại biển số xe giúp em nhé. À, những chiếc SH lúc hôm qua đây chỉ xem một chiếc SH 150 bản sần anh ơi. Rồi, 2022. 150 bản sần nha anh em nha, vẫn còn để chờ đón anh em. Đấy, giá chưa đến 90 đâu, biển 17, 88 triệu là chính xác. À, xem LED 2011 anh Dũng Nguyễn có Sơn. Người cọc rồi ạ, cái màu biển 17 đúng không? Không con vừa xong 20 màu trắng đúng rồi ạ, 2011 màu trắng vừa rồi có ạ. Con Vespa nào lướt không em? Anh Đức Nguyễn. Em có những chiếc 2019 bản máy iGate là cao nhất. Còn lại Vespa Sprint em cũng chỉ đến 2017 thôi. Vũ Viết Điệp có con Way 100 nào không em? Em có một chiếc 2014 giá là 14.500.000 màu trắng, anh có thể liên hệ chốt với chiếc Way 100 để giúp em. Hàng vẫn là máy zin ạ, nhưng đời 2014 thôi ạ. Ừ. SH mà tầm 40 triệu anh chọn biển cũng rất là khó, biển 17 rất là khó đấy. Quan trọng là biển tỉnh 17 ạ, hay là gì ạ? Biển 17, anh đang muốn tìm biển 17.
Anh thực ra là hơn 40 triệu thì mình cân đối cái biển Hà Nội tốt mà anh. Vâng. Đây em bán biển Hà Nội 43. Ừ. Nếu em có biển Hà Nội 17 em bán thấp hơn đấy. Anh nhưng mà do anh là không có đúng biển của anh thôi, còn đúng ra biển tỉnh sẽ rẻ biển Hà Nội các anh ạ. Đúng rồi, biển Hà Nội em hơn 48 triệu 500 rồi, hôm nay em like đấy, xe rất là đẹp. Mới con quá sao bắt cây. Nay mua con màu đen ấy. Vâng. Đấy rất hợp lý luôn. Đấy giá rất là hợp tình hợp lý luôn, anh có thể liên hệ trực tiếp với lại nhân viên bên em nhé. Một lượt qua bên những chiếc xe Future. Nhiều khi nói nhiều quá cũng bị loạn kênh. Future 1 anh em nhé. Future 1 The Gym Thái rồi, với cái phân khúc giá dưới 20 rất nhiều để phục vụ anh em nếu anh em có nhu cầu hỏi. Một vòng bên này. Rồi tiếp theo những chiếc Dream đây. Rất nhiều Gym Thái. Giá có chưa đến 20 triệu trên một chiếc. Rất hợp lý nha anh em nha. Qua những biển số xe nha anh em nhé. Đó những chiếc Dream 2007 mọi người, đầu to, những chiếc xe Dream Thái được đã được dọn dẹp. Giật sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Và đặc biệt chiếc xe SH1 bản sần. Vâng. Hôm cũng đã like. Buổi trưa nay anh nào có hỏi đấy thì vẫn còn anh nhá. Nếu anh hôm có nhu cầu có chọn chiếc SH1 2022 biển lít 49 bán chưa bán anh? Bán rồi anh ạ. Anh bán rồi. Có một ông anh lấy chiếc đấy rồi. Liberty nha anh em nhá. Liberty ABS màu xám, màu vào, đỏ. Màu đỏ. Đấy, giá đấy, có hơn 20 và hơn 30 là anh em đã sử dụng được rồi. Đúng rồi. 2018 và 2021. Có con nào 90 không em? Anh muốn mua con gì 90 anh Hiếu Trần. Thôi được rồi, để em đọc biển số xe. Con này thì là biển 14B1 nha anh em nhá. 72781. Đấy, con này thì biển 37K111234. Đây những chiếc SH1 anh em ạ. Màu đỏ nha anh em nhá, bản đời cao 2021 2022 đấy ạ. 2021 nha anh em nhá. Bản CVS biển 23 anh em Hà Giang. Đấy như anh em biển Hà Nội này, những chiếc xe màu đỏ đen biển Hà Nội, biển E Đống Đa. Đấy những chiếc SH biển 98. Rồi, đây vẫn còn rất là nhiều sần nha anh em nhá, đã còn 2 3 con sần đấy. Đấy. Đúng rồi. Chiếc SH liên tục có tím. Và vẫn còn nhiều hàng để phục vụ tất cả các anh em có nhu cầu. Đây SH đầu mới giờ bao nhiêu tiền chị nhỉ? Vinh Quang phụ thuộc của anh lấy 125, 150, ABS hay size CBS và những cái bản màu đặc biệt hay không thì nó sẽ có những cái phân khúc giá khác có nhau. Có đồ đó đi Việt Nam biển 28 không? Dạ không có, em còn các tỉnh khác và chủ yếu là Hà Nội. Đấy. Đấy, để em xem tớ mua hai xe bên nhà Hoàng Kiên rồi. Vua okay. Viết điệp, em cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Cũng rất nhiều khách hàng liên tục ủng hộ bên em. Nên là mong anh em có những cái xe tốt, xe đẹp có thể liên hệ để trao đổi bán. Còn em cũng sẽ mua những cái giá tốt nhất để phục vụ anh em được. Sau đấy là mua lại và kiểm tra kỹ nữa trước khi giao cho những anh em tiếp theo. Đấy, những dòng xe bên em là còn rất nhiều nha anh em nhá. Anh em chỉ quay sơ qua thôi. Okay. Sơ qua những dòng xe hiện tại đang ở 52 thôi, tại vì nó cũng tối rồi. Để hai chị em xuống live để tiếp tục vào công việc ngày mai nhé mọi người nhá. Okay. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào đang muốn có nhu cầu mua những chiếc xe đẹp thì có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em, gửi hình ảnh cụ thể cho anh em, tại vì những đường live này thì bọn em thường thường là chỉ live được mỗi một lần được chỉ được một vài chục con là cùng thôi. Thế còn hiện tại là bên em gần nghìn xe, gần nghìn đầu xe cơ. Đấy, đang chào đón tất cả anh chị em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em nhé. Ok, xin gửi lời chào và hẹn gặp lại.